Alo. Alo Alo. Ơi, anh nói đi anh. ở bên anh không mua mật ong với bán ong này. Đúng rồi, anh chào hàng hay là sao anh? Dạ. Tức là anh chào hàng hay là mua hàng? Là em ở trên Tây Nguyên đó, nhưng mà ý là cái mùa này ấy, là bên trên đấy là có mấy cái người dân tộc Mân Âu, người ta đi câm á, đi bắt được nhiều lắm anh. Bắt Nhưng bắt mà cái gì? em mua Bắt là bắt bắt cái gì? bắt ong rừng ở trên rừng á, Bắt anh hiểu ong không? rừng đó hả? Bắt Mua bắt này nhưng mùa 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 mà ong, nhưng mà cái đó ăn vô có an toàn vệ sinh thực phẩm hay không? trời ơi, sao lại không anh? Thì dân người dân người ta đi vô, người ta bắt đó, xong người ta mang nguyên ổ ra ngoài bán cho em này. Nhiều lắm. Nhưng mà người ta Nếu phải mà có cái gì chứ nhưng mà tay, hàng người ấy ta là nó cái tay của họ họ có vệ sinh sạch sẽ không? có chứ anh, người bao tay rồi này kia đàng hoàng ấy chứ, ý là mang về là em làm mà Anh làm, nhưng mà anh làm sao, còn. anh có hình ảnh gì anh chứng minh không? Thì nếu ví dụ như bên anh mà thu được thì em sẽ chứng minh luôn, quay cho anh coi luôn. Bây giờ anh giao hàng thì anh đúng quy định của công ty, đúng quy trình công ty. Thì bây giờ là anh phải biết cái quy trình anh bắt như thế nào, anh phải ghi rõ rồi tôi trình lên cho bên Bộ Y tế với Sở Y tế nó kiểm định cái quy trình đó có an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, khâu đó cái khâu nào chưa an toàn. Rồi sau đó tụi tôi mới dám mua, thì tụi tôi là công ty. Nếu mà anh nói với tôi là anh là ông nuôi, tôi mua cho anh tôi không cần kiểm định. Tại vì ông nuôi đó có quy trình rồi, Bộ Nông nghiệp họ đã có quy trình nuôi ong rồi. Còn ong rừng thì Không, chưa có quy trình. cái này ông rừng anh ơi, chứ ông nuôi Thì em có đầy chính là ong rừng nên tôi mới hỏi anh là cái quy trình anh đã có chưa? Tại vì anh chưa có quy trình là không có ai dám mua, tại vì ăn cái đó vô là may mà ngộ độc, mà bị khách hàng mà một ca ngộ độc mà xảy ra rồi lúc đó truy xuất nguồn gốc là sao biết được. Anh hiểu không? đúng rồi, nhưng mà ý là bên Thì anh thu mua bao nhiêu cũng được hả anh? nói chung ong rừng hay ong nuôi gì cũng được, tôi chỉ quan tâm là ong thật thôi. Được chưa? Thì Tôi mật không ong quan phải thật, là nếu rồi nếu mà thật, ý là cái thứ hai bên là cái không, mật ong á. cái thật và cái an toàn vệ sinh thực phẩm nữa, nó liên quan tới sức khỏe con người. Anh hiểu không? Rồi. Từ đó thì bây giờ anh phải có quy trình anh bắt như thế nào đó. Ví dụ như ong nuôi người ta có quy trình người ta nè, người ta mang vào vườn hoa người ta cho ong hút mật nè, người ta mang vô rau cao su cho nó hút mật nè, đến người ta làm những cái thùng ly tâm nè.